Vâng, hello, xin kính chào quý vị và các bạn lại đến với video tiếp theo trên kênh Xuân Muộn TV của mình trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại mình là đang có mặt ở khu vực chỗ ngã ba Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang. Và hôm nay mình sẽ ghi hình và chia sẻ cho quý cô chú anh chị cùng với các khán giả biết về tình hình mua bán vải của bà con Lục Ngạn ở khu vực này, khu vực Tân Hoa này, rơi vải Thanh Hà cho đến vải U Hồng mọi người nhé. Và hôm nay thì mình ghi hình này vào ngày 26 tháng 4 âm lịch, còn dương lịch thì là ngày mùng 2 tháng 6. Và bây giờ thì vào 5 giờ 30 buổi sáng sớm, nhưng mà đã thấy bà con đi bán vải ở khu vực này thì cũng đã là khá là nhiều rồi. Vâng, bà con đi bán vải cũng khá là sớm nha. Và hiện tại mình thấy cái vải Thanh Hà thì ra có vẻ thì nhiều hơn là vải U Hồng rồi. Từ buổi sáng hôm qua đã cũng đã thấy là vải Thanh Hà cũng đã nhiều hơn rồi. Đấy, sáng sớm thì bà con đã đi bán rồi. Mình sẽ ghi hình vòng vòng quanh ở cái khu vực ngã ba Tân Hoa này chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và mọi người xem video của mình thì thấy những video mình hữu ích thì ghé thăm kênh mình thì nhớ để lại cho kênh một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh, cũng như là cảm thấy những video hữu ích thú vị thì cho xin một chút like để mình có những động lực làm những cái video tiếp theo chia sẻ cho các bạn khán giả cùng với toàn thể các cô chú chị cùng biết về giá vải ở khu vực Lục Ngạn thời điểm hiện tại đây. Và bây giờ thì vải Thanh Hà thì cũng bắt đầu chín rồi, mình sẽ đi ghi hình và chia sẻ cho mọi người biết về tất cả các loại mặt hàng ở ngoài chợ mọi người nhé, từ hàng xuất khẩu cho đến hàng đi chợ, rồi thậm chí cả như là hàng ép nước tiếp thì mình đều ghi hình cả. Vâng, trong buổi sáng hôm nay thì hiện tại ở cái khu vực ngã ba này cũng đang thấy cũng đã có những sọt vải bà con đã được bán đấy nhé. Khi mình chỉ được vòng vòng đường này mình đang đứng đây là cái đường 279 từ Phong Vân xuống. Cái này nó cũng chưa chín mấy sao nhỉ chị? Mình ghi hình từ hàng chợ cho đến hàng xuất khẩu luôn nhá. Xem trong buổi sáng này mình sẽ ghi hình từ ngã ba Tân Hoa này xuống khu vực dưới Đồng Cốc 38 39, cái này kém hơn 39. Vâng, 39.000 đây quý vị ạ. Vải Thanh Hà thì đang có giá là khá là cao nhá. Cái này thì là 39.000 đây này. Cái gì? 39.000. Chắc tí 40. 40 rồi. 39 bán. 39 chưa? Bán kia nó cũng có 10 mình. 39 40. Anh đẹp hơn rồi. Bú nó đẹp cái gì mà đẹp hơn. Thì là lưu phải không? Lưu chứ ở đâu? Lưu ở đâu? Cho thêm một giá nữa. Nói rộng lống, nói rộng giống lìu thế. Không đều không rồi. 40 đấy, đây lên 40 rồi. 40. 40 thì 40. Và vải của chị thế này mà anh ấy cũng vừa mua có 40.000. Và mình sẽ đi ra ngoài này để xem bên này có một cái xe khuân vải U Hồng. Mình sẽ xem vải U Hồng này thì cân thế nào đây nè. Chào chị nhá. Cân vải U Hồng à? Đây cân đó. U Hồng này cân khoảng tầm bao nhiêu? 32-30. Từ 22 trở lên. Nhà mình thì cân về đâu đóng đây này? Cân về Thủy Điền. Thủy Điền à? Vâng. U Hồng bây giờ là rẻ hơn Thanh Hà với nhỉ? Chắc là thế. U Hồng thì thường thường giá nó vẫn rẻ hơn. Ừ. Nó vẫn rẻ hơn Thanh Hà. Chưa đến giờ Thanh Hà vẫn đắt hơn mà. Ờ. Này 22 à? Tầm 22 à?
quả to nhá, bây giờ thì chín kỹ nó to hơn. Hả? Và ở đây thì đang cân hơn 20.000. Vâng, ở đây thì có rất là nhiều người cân nhé, từ xe hàng đi chợ cho đến hàng tăng bo về các điểm chính cân. Đấy. Đây thì vải Thanh Hà có lẽ trong buổi sáng hôm nay chắc là cũng được giá đó mọi người. Ở đây thì vào đây có sọt vừa vừa thì cũng có giá 40.000 ở đấy rồi. Và mọi người xem video của mình thì thấy mình ghi hình với lại thuyết trình những cái chỗ nào mà còn chưa được thì mọi người mong mọi người cứ mạnh dạn góp ý nhé, góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn những cái video chất lượng hơn để cho mọi người được xem những cái hình ảnh nó chất lượng hơn với lại những lời nói thuyết trình của mình nó tốt hơn. Mình cũng mong rằng mọi người xem video thì cứ mạnh dạn đóng góp ý kiến. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên bên trên này nhé. Ở đây thì có một cái xe đang cân ở bên trên này, thì là cái đường từ trên biển động xuống này, rất trên này rất là nhiều vải xuống nhá, bởi vì ở trên kia là vải từ trên sân động cũng trở đây. Vâng, có vải đâu mà quay hả anh nhá, đang sắp có đây, bà con đang ra dần rồi đây. Đây rất nhiều xe này, nhưng mà không có vải. Chưa sáng đó thì không có đâu, mất trắng luôn à. Đây có ít vải u hồng xanh xanh này, không biết nào. Thanh Hà. Ôi, đây, thế bảo bán. U hồng này bán được bao nhiêu đấy chị? Bao nhiêu? 20. 20 á? Bạn hứa thật đi chứ. 20 bạn hứa hả? Hứa thật rồi anh ạ. Đây có cái Thanh Hà này, chị đang vẫy hàng thử xem. Mình sẽ ghi hình từ đây xuống đến cái khu vực Đồng Công dưới kia mọi người nhé. Mọi người nhớ xem cái video mình dài dài thì mình biết là các điểm cân nào hàng giá nó làm sao. Để mọi người xem xong rồi hôm sau đi bán cho nó thuận tiện hơn. Vâng, ở khu vực Lục Ngạn hiện tại thì mình thấy nổi lên cái tên mua hàng nhiều như là Hợp tác xã Bằng Thủy. Thì là thấy mua hàng rất là nhiều nhé. Ở đây thì vải u hồng, vừa đấy mình vừa ghi hình ấy thì thấy giá 20.000. Mình sẽ lên đoạn bên trên này xem nào. Đoạn bên trên này thì thấy có cái điểm cân. Hôm qua thấy cân rất là nhiều luôn, nhưng mà trong buổi sáng này mới sáng sớm này thì vải cũng chưa ra mấy. Đấy, anh bán vịt mua vải này. Người ngon đấy. Và ở đây thì bây giờ này thì vải nhiều người cân nhá, tất cả những cái xe vải ra đây thì gần như là được đón lại và xem hàng hết từ cơ mà. Đấy, lại gặp bà chị hôm qua này bán mua hàng cũng khá cao này. Bao nhiêu? 45. Không cân à? 47 đấy, giá vải thì Thanh Hà lên rồi. 48 50 48 à? 50 à? Rồi giờ em kiếm xem cái phiếu nào. Đây ok, vải 50 này. Anh cứ vào đi, anh cứ vào đi. Vào nhà Văn mua vào ở chỗ điểm gần nhà ba Tân Hoàn, anh cứ vào đi, em lấy ra. Rồi. 50.000 đây. Vâng, vải này là 50.000 đấy mọi người nhá. Hiện tại anh đang bán ở đây thì thấy sọt vải mình đang gặp ở đây là 50.000 đây. Vâng, như vậy giá vải Thanh Hà thì hôm nay lại tăng hơn so với hôm qua rồi. Vải u hồng đây. Đây xem nào, xem sọt của anh này xem giá thế nào. 50. 48. Của anh này được bao nhiêu? 48 à? 48 à? Cái mã 50. Vâng, giá vải ở đây thì cân đang rất là cao quý vị nhá. Vâng, giá hiện tại như thế này thì bà con rất là mừng mọi người ạ. Mình ra đây gặp hai anh bán những cái giá như thế này thì bà con chúng ta có ít vải cũng rất là mừng rồi. Giá 50. Vâng, điểm cân chỗ nhà Văn này thì cũng cân giải giá khắp khu vực nha.
Ui. 37 đây. 37 á? Vâng, mình đứng đây một lúc đã gặp hai sọt 48 cho đến 50.000 quý vị nhé. Đây là những vải đẹp. Đây mình sẽ lên bên trên này xem nào. Hôm qua thì ở đây thì giá hôm nay lại tăng hơn hôm qua rất là nhiều rồi. Đẹp đẹp 45-50.000 người ta mua luôn. Vâng, mà con đi bán vải thì năm nay ít vải, thế này vừa bán vừa dễ là vừa được giá, thế này thì rất là phấn khởi. Xem anh này thế nào. Bà ba. Đấy, mọi người cứ có những sọt vải nào ra đây thì mọi người săn rất là nhiệt tình nhé, không để sọt nào đi lọt quả. Làm rồi đi. Làm bên dưới bò xuống. À, bò xuống à. Gì kì ấy. Bao nhiêu? Cái này chưa bán đấy. Không bán. Quả nó có. Xem bán được bao nhiêu á? Hai mươi lăm. Vâng. Xem có sòi nào bán được. Vâng, đây thì giờ này thì còn sớm, bà con còn ít vải nữa, tí nữa còn đông thêm tí nữa. Mọi người hãy cứ theo cái video của mình để xem những sọt vải cao nhất ở đây bao nhiêu. Vâng, giá vải thì đã có giá đến 50.000 rồi. Okay. Bốn mấy rồi? Cho 38 rồi chị. Hello. Cho 38 rồi. Là 39 rồi. À 39 nè. 40 thì bán phải không? Và đây thì có rất là nhiều những các điểm cân cũng như xe nữa. Đấy, vải thì bắt đầu cũng đang ra nhiều rồi, sáng rồi. Mình sẽ ghi hình ở đây xong rồi tí mình sẽ di chuyển xuống cái khu vực ở Đồng Cốc xem thế nào. U Hồng. Mình xem giá vải U Hồng thế nào. Trên vừa lại làm. 25. Và vẫn còn sọt vải bên đó vẫn còn màu trắng. Đâu xem nào. Tranh nhau. Đấy, những người mua nhiều hơn người bán này, năm nay thì vải ít thế này thì người mua nhiều hơn người bán này, những người mua thì rất là nhiều. Tôi Thôi mình quê gì. Và đây mình sẽ xem chỗ anh này bán thế nào đây. Nhà bắt trong này nhỉ. Đây đang quay đấy. Hôm nay vải được mùa, mất mùa được cá này. Anh đang bán à? Ừ, anh bán được. Bán được bao nhiêu? Chào hai chị nhá. 40.000. 40.000. Đây hai chục quả. Đây là 40 đấy. Bình thường được bao nhiêu đấy? Bình thường 30 em ơi. Cái này 30 gì? 30. Ừ. Đồng giá 40. Hai chỗ này
Vâng, con vải 40 vừa đấy gặp hai sọt dưới kia 50 này, 48 50 này. Nhà Văn mua đấy. Đây Văn đây đây. Hả? Đây cũng là Văn. À đây à? Ờ, nói đi bạn ơi. Có, đang cân. 25 30. Của anh này được bao nhiêu? Bán chưa? 30 rồi. 30 đây. 30. Cái này cũng của nhà ai hả nhỉ? Vâng. Có phải nhà Văn không nhỉ? Cân này là cân 30. À. Đây lùi lùi lại, quay lại lùi lại. Đây. Mấy chục á? Nhà Huấn Liên nhà nào ấy chú vậy? Huấn Liên á? Ừ. Hỏi mấy chi? Nhà ăn đêm vào lúc nào? Ăn đêm thì ở đây kia. Ăn đêm cả. Nhưng mà có ấy là có người nào cân đâu? À. Huấn Liên, biết thiếu đi, người biết rõ đấy. Biết cân ở chỗ nào? Xem họ mua bằng đấy thế lại bán cho họ, lại bán cho người khác. Vâng, giá vải đây thì ở xem nào mình sẽ sang bên xem cái sọt bên này tươi tươi này không biết là thế nào đây. Cái họ giá được bao nhiêu cơ này? Này được gần 50 không? Nhà lẩu đấy. 47 à? Đấy cũng nhà đang vào. Bằng Thủy, vâng đây hợp tác xã Bằng Thủy mua đây, 47 đây. 47 đấy. 47 đấy. Còn đây hợp tác xã Bằng Thủy lên đây cân bo. Hôm nay nhung qua thì mẹ nó lệch lệch kinh khủng luôn kìa. Vâng, lệch. Vâng, các bạn phải buổi sáng hôm nay thì hiện giờ thì đang giá rất là cao nha. Mình đã gặp 48 50 nghìn rồi. Đây, nên mọi người mua vải. Những người mua còn đông hơn là người bán này. Nếu mà sọt nó đẹp ra đây cứ tươi tươi sáng mã ra đây thì rất là có giá trị luôn. Cái này thì 48. 48 vẫn lắc đầu à? 50. 50 50. 50. Đó là ở đây cũng nhà bằng thủy à? Cái biển Bằng Thủy á. Vẫn là bằng thủy. 50.000. Và một cái vải 50.000 đây. Đây. 50. Úi giời 50. tranh nhau à? Cứ 50.000 nó vải đẹp 50.000. Đấy 50 bán luôn. 50. 50.000 rồi. Đấy biển Bằng Thủy tôi đúng chưa? Vâng 50.000 đây. Và hợp tác xã Bằng Thủy hôm nay mua rất là cao mọi người nhá. Mình thấy còn bốn mấy 50.000 thôi. Đấy. Và quá sướng mọi người ạ. Ai giả thằng này á? Vâng, ở đây thì ui u trứng này. U trứng to bằng cái không lấy thì thôi chứ. Gọi hay không mình cứ thấy mặt nó có lấy. Hả? Vâng, đây mọi người. Ba đồng hai đồng. Đã hôn lên chứ lì. Cái này sẽ có quả nó to bằng cái trứng ngỗng này. Nhất bà có giá 32. 32. Giống người. Quả giống người. Giống người của giống người. Thôi. Nhìn nhìn chỉ to quả vải nó cũng to. Hả? Đi đâu? Có thể ăn quả ăn hơn. Ăn đi. Thôi, đi dưới chỗ hàng ngô kia đi. 3, 2, chơi. 3, 2, chơi. Vâng, hiện tại thì trong sáng mai thì thấy vải Thanh Hà thì đang có giá cao thì 50.000. Không cân được luôn. Không có vải nhỉ. Sao sáng nay thì... sáng hôm qua thì thấy đông hay là khả năng người ta mua ở trên biển một phần rồi. Chắc nhiều của bán này nó nhích giá. Nhích giá xong rồi chắc là người ta bán ở trên biển như kia rồi. Sáng hôm qua xuống này khá đông mà nhưng mà giờ lại không thấy có. Vải nhích giá người ta đi bo nhiều nơi quá. Thế. Rồi đây này hợp tác xã Bằng Thủy đang mua đây này. Hàng đẹp giá cao đây này.
Vừa nên thì mình gặp ở ngoài đường hợp tác xã Bằng Thủy thì đã mua đến 50 nghìn rồi. Không biết là hôm nay thì có giá đến 50 đến năm mấy nghìn thì cũng chưa biết, nhưng mà thấy 50 nghìn mấy sọt rồi nhé. Chỗ mình vừa ghi hình ở ngoài đường, gặp ở ngoài đường kia rồi. Gặp ngoài đường thì mình cũng đã ghi phiếu trực tiếp ngoài kia rồi đấy. 50 nghìn đây rồi. Và sọt vải 50 nghìn đúng là nằm mơ đấy. Sọt anh này có được gần 50 không? 38. 38 à? Sọt 50 này. Vâng, giá vải đúng rồi. Ở đây quá là tuyệt vời quý vị ạ. Đâu, mình sẽ đi ra ở khu vực ngoài này xem nào. Mình được quy hình quanh quanh này ở chỗ Tân Hoa này, nhưng mà rất là ít vải nhá. Vải ra đây rất ít thôi. Đấy, nhiều người cân, người mua nhiều hơn người bán thôi. Xem nào, xem chỗ sọt anh này nào. Hợp tác xã Bằng Thủy đấy mọi người nhé. Đang có địa điểm cân ở đây, hợp tác xã Bằng Thủy đây. Hàng đẹp giá cao đấy. Có anh em được 40-50 không? À? Được 50 không? Được 48. Đòi 50 nó cầm 48. Vâng, đây à, đòi 50 cho 48 rồi bán luôn phải không? Đây hợp tác xã Bằng Thủy đấy mọi người nhá. 48.000 nhưng mà có, vẫn có sọt 50.000. Này dám mà rằng co tí nữa được lên 50.000 đấy. Vâng. Này nếu mà rằng co tí nữa được 50.000 đấy. Này đều tươi tươi chứ nhỉ? Nhà anh năm nay có được nhiều không? 6-7 tạ thôi. 6-7 tạ. Bán ít nào chưa? Chưa. Hôm nay à, hôm nay đầu tiên à? À. Mấy hôm bán uông. Vâng, hợp tác xã Bằng Thủy này thì mua ở rải rác ở khắp cái khu vực Lục Ngạn này nhá. Chỗ nào cũng có hợp tác xã Bằng Thủy vì cơ sở mua to, mua lớn, mua nhiều. Chào mấy chị em làm vải nhá. Đấy, sáng sớm đã có việc làm này thì tối tối này tính theo tiếng hả chị? Vâng. Tiếng năm nay người ta cho được mấy tiền? 35 ấy. Ôi năm nay này rẻ thế á? Bà con đừng mất mùa năm nay thì tạo đầy ra bà con thôi. Tạo điều kiện cho bà con làm cái là tốt rồi. Năm nay là mỗi tiếng 35 nghìn. Như hàng năm kia là 40 đấy nhỉ, 40-50 đấy. Năm 40 là bà con chúng ta nhiều vải là cứ đến 4-5 giờ là xin vàng để vải thôi. Nên là người ta không có người làm, người ta phải tăng giá lên. Năm nay rảnh nhờ, dân mình rảnh hơn. Năm nay mình thì không có gái thì là... Được rồi, chào các chị nhá, em ghi hình một chút ra đây xem nào. Đây, ở đây thì toàn cân hàng đẹp thôi. Bán được bao nhiêu này? Hả? 47 à? 47.000. Này. Này có được hơn 50.000 không anh? 50 à? Quả to anh nhé. Vâng, quả to này. 50.000. Rồi 50.000 là ok rồi. Quá ok rồi. Đây này. Đây cái loại này này. Có số nào vượt 50 à? Này được gần 50 không? Không anh. 4 mấy à? Kém 5 giá nữa. 45 này à? À. Có ít quá không bỏ đi. 45. Cái bao nhiêu cái quân rồi. Bao nhiêu? 45. Có anh cái này có 40. Chắc là quả nhỏ hơn. Nhưng mà cũng tùy theo từng người, chả biết thế nào có người nào. Mẹ mấy cái thằng mai to, mấy thằng mai to đấy còn giá mình 20 phần rớt 50 này. 40 á? Này nó đang cân cao nhất, thấy một số sọt là 50. Ừ,
Rước kia cần năm hai đâu? Rước kia tiền ờ, tí xuống xem. Bao nhiêu đấy chứ? 38 á? Vâng, hợp tác xã Bằng Thủy đang mua cái giá từ trên 30.000 trở lên mọi người nhá. Cái hợp tác xã Bằng Thủy này thì giả rác ở khắp mọi nơi đấy, vải hôm nay thì không còn được vải luôn. Ra sọt nào người ta mua sọt đấy sạch luôn. Từ vải U Hồng cho đến vải Thanh Hà. Đây mình đang đứng ở chỗ hợp tác xã Bằng Thủy mua đây. Trên 30.000 trở lên, lúc đang khoảng 35.000 trở lên nhá. Vâng, vải đang giá phải nó gọi là cao. Ở chỗ trung tâm ngã ba này, mình thử ra chỗ trung tâm ngã ba này xem thế nào. Ở ngoài này thì có một số vải lai u bà con vẫn còn, nhưng mà vải đấy bằng thủy đấy đi săn từng sọt một đấy. Đấy, không phải trên 40.000 đắt đấy nhiều người. Đấy, anh em đi mua vải này không có vải này mọi người nhỉ, không có vải mua luôn, bây giờ cứ ngồi chờ thế này thôi. Đấy, anh em hôm nay đi mua vải nhàn thế như này. Vâng, nhàn thì cả người buôn luôn, không có vải để mà mua này. Đâu, sẽ nào mình sẽ xem ở khu vực ngã ba này xem thế nào. Có một vài sọt vải. U Hồng họ cho bao nhiêu rồi anh? 38 à? Cũng cao rồi đấy. 46 mà, chúng mình gốc ấy. 46 vải U Hồng á? Đâu chỗ Bằng Thủy vẫn ở bên này xem nào. 42 chưa duyệt hả? Đây đang 42 à? Bán này được gần 50 không? Vâng, được 50 không bác? 48 thôi hả? Vâng, 48 50 gần như nhau rồi. Vâng, bác này bán sọt vải được 48.000. Đẹp mới được 48. Ôi, nhanh ơi. 3 này. 48 này. Vâng, hiện tại mới là 6 giờ thôi. Mình vẫn đang lăn quanh ở khu vực ngã ba này thì thấy giá vải ở khu vực ngã ba Tân Hoa này thì rất là nhiều xe cân nhé mọi người ạ. Nhiều xe cân với lại rất là ít vải luôn. Hôm nay nhiều xe không có vải để mà cân hàng. Vâng, cũng lâu lắm rồi không có những cái hình ảnh như thế này. Hình ảnh là bà con đi bán vải, sọt vải nào ra thì được săn đón sọt đấy. Mình làm cái clip ở đây xong rồi tí nữa mình sẽ xuống khu vực ở dưới Đồng Cốc, mình làm cái clip thứ hai chia sẻ cho mọi người ở khu vực ở dưới đó mọi người nhá. Mình sẽ làm hai cái clip trong ngày hôm nay. 40 32 không bán. Đây vải đây rất là tươi nhá. Năm nay mất mùa nên là bà con đi bán thì nhà thì có sọt đầy, nhà thì cũng không có sọt đầy, chở bằng thùng xốp rồi các kiểu luôn. Thùng xốp rồi xuống chậu rồi xuống cái thúng rồi các kiểu. Ở đường này ra thì cũng có lâu lâu có từng ít thôi. Ở đây thì có ít thôi. Ở bên này thì
Có cái xe này họ bo được bao nhiêu thì mình xem nào. Không sao đâu mà. Vấn đề gì đâu mà. 42 thôi. 42 à? Ừ. 42 thôi à? Thấp à? Đây là được 42 à? 42 thôi không? Chở bằng cái xe là cái xe to anh nhỉ? 3 tạ mấy? 3 tạ mấy à? Nhưng nó chở bằng cái xe này thì nó chở được. Bốn mươi hai nghìn đây thôi ạ. Ở đây này, đấy các xe ở đây thì mỗi xe cân được một ít, mỗi xe cân được một ít. Cô bán được bao nhiêu? 27 à? Và nói chung vải thì trong buổi sáng hôm nay thì những cái vải xấu xấu thì không có nhiều, ít. Xấu bây giờ cũng có giá trên 20.000. Dư vải hàng mười mấy nghìn như hôm nọ bây giờ sẽ không có rồi, ít rồi. Ra sọt nào được săn đón sọt đấy. Đấy sọt này tới phải gần 50. Nhà đây nhà bằng thủy nhá, đi bo từng đi săn. Phải gọi là đi săn từng sọt vải một luôn. Ba chục, u hồng ba chục. Anh phải đi nữa đâu. Anh ơi, giá một cái này lấy luôn. Cái bể cáo này mà anh chở đi được sợ nhỉ. Em sợ cái tay này này. Cái tay này anh chở được vơ. Cái này đó là mấy? 30.000, 30.000. Thằng này mới nặng cân này. Nó nặng, quả nó to. Đấy, ra sọt nào để săn đón rất là nhiệt tình. Hai đồng rưỡi là 25.000 chứ không phải là 2.500. Và u hồng ở đây cũng 30.000 nhé. Mình vừa sọt anh vừa chở vào đây thì cũng 30.000 này. Mình dừng lại thêm nào, bạn kém không? 28.000 vào đây cũng lên nữa. 30 thì nếu mà chú bán được 30 thì đi dọc này thì nó đã hết rồi. Con đây bán đi mà thầy. Đấy, lại nhìn nó vừa vừa thế này cũng 28 30.000 này. Vâng, vải năm nay thì không có cái vải nó màu đẹp lắm đâu. Quả nó không được to lắm. Quá thích luôn mọi người ạ. Trong buổi sáng mà xem bà con bán vải quá là thích luôn. Mình lại ngược lên đằng này một chút nữa xem nào. Thế là hợp tác xã Bằng Thủy mua trên này là 50.000. Nhưng mà không biết là ở trên này họ mua có sọt nào có hơn 50.000 không, không biết. Lo sáo à? Bao nhiêu rồi chưa bán à? 30 à? 30. Đâu cả bán? 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 Đâu cả bán?
cân cơ mà. Bao nhiêu? Ngoài bán ra sẽ bán ở cái nhà. Đây, ok. Nhưng mà kia này hay giả thấp. Xuân mùa đây đi. U hồng đẹp này có bao nhiêu rồi? 40 à? Đấy, ngang với Thanh Hà đấy, gần ngang Thanh Hà đấy. Ngang với Thanh Hà. Ừ. Gần ngang với Thanh Hà rồi. Ôi giời, vẫn đẹp khó đấy nhỉ. 40.000 chứ ạ. Có quá. 40.000. Bây giờ là người dân đi ép người mua rồi. Bây giờ là người dân đi ép ra giá người mua rồi. Không có chấm nhiều, không là giải quyết được vấn đề. Các xe đây hôm nay thì không cân được hàng luôn này. Chấm một tí này không thể thấy được. Đây, bốn mặt em này. Không có vải luôn này. Đấy, xe này lại cân được một ít, mình mở thử xem nào, xem vào đây thì có cân được hàng không. Này được bao nhiêu anh? 40. 40 à? Cái to hơn này không biết thế nào đây? 44 à? 44 à? Này của bác à? Bốn mấy này bác? 44. 44 à? Này bo về đâu đây? Bo về Đồng Cốc đâu? À Đồng Cốc. Nhà ai á? Nhà Đồng Cốc nhà ai? Không biết nhà. À không biết nhà. Cũng là nhà chủ. Tên chủ. Tên cái chủ mua vải đây này. Xuân. Nhà bằng thủy đây nó không giả. Nhà cái gì đấy? Tên gì đấy? Xuân. Hết tôi cho nào nhỉ? Kim Xuân. 39 này. Để không anh? Ăn không? Hết vải đấy. Thì em tầm trên 40 thì hợp lý hơn nhỉ? $39.000 thì có gì ạ? Đấy, tranh nhau vải đấy. Đấy, soạt vải nào ra thì tranh nhau rất là nhiệt tình luôn. Và mình sẽ dừng lại cái video của mình tại đấy nha. Giá cả ở khu vực ngã ba Tân Hoa trong buổi sáng hôm nay thì 50.000. Tôi hợp tác xã Bằng Thủy mua cao nhất nha. Còn chung chung cũng trên 30.000, 28-30.000 trở lên. Không có giá vải khoảng dưới 20.000 đâu. Từ vải u hồng cũng vậy quý vị nha. Vải từ 20.000 cho đến 50.000. Mình dừng cái video mình tại đây, mình sẽ làm cái video tiếp theo nữa ở khu vực Đồng Cốc, chia sẻ cho mọi người cùng xem.